Thưa quý vị, trong chương trình FBNC cận cảnh thị trường hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề, đó là vốn đầu tư vào ngành thủy sản của Việt Nam. Chúng ta đều biết là ngành thủy sản của Việt Nam chúng ta đang phát triển rất nhanh, kể cả thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu, và cũng thu hút được sự chú ý của không ít các nhà đầu tư. Và khách mời của chúng ta hôm nay là chúng ta có anh Dương Ngọc Minh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương, mà trước đây chúng ta vẫn biết đến tên là Công ty Đông Lạnh Hùng Vương. Và chúng ta có anh Nguyễn Xuân Minh là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Việt Nam, chúng ta gọi là Việt Nam Asset Management hay vẫn gọi tắt là VAM. Thưa anh Ngọc Minh, anh đã từng làm ở trong ngành thủy sản hàng chục năm rồi. Anh nghĩ đến giờ này chúng ta có thể nói những lợi thế của ngành thủy sản của Việt Nam là gì? Cái lợi thế của ngành thủy sản Việt Nam nó có hai việc. Vấn đề thứ nhất là cái môi trường về vấn đề nuôi trồng. Tức là về cái nuôi trồng về tôm thì chúng ta có một cái bờ biển từ Bắc tới Nam. Cái môi trường thứ hai là cái nuôi cá nước ngọt, mà gần đây cái sự phát triển của cái ngành nuôi cá tra. Chúng ta có cái lực lượng lao động là coi như vậy là tay nghề là coi như vậy là cao. Và vấn đề then chốt nữa là ngành thủy sản Việt Nam có một cái trang thiết bị mà phải nói là đầy đủ và coi như vậy là thường xuyên thay đổi hơn cái khu vực Đông Nam Á. Vâng, đấy là từ quan điểm của anh là người ở trong ngành. Còn quan điểm của anh Xuân Minh là nhà đầu tư, anh có đồng ý với những quan điểm này không hay anh nhìn thấy có cái điểm gì khác? Tôi đồng ý anh. Thủy sản Việt Nam hiện tại là một trong những cái ngành chính của Việt Nam. Nó chiếm một phần lớn trong cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mà khi quỹ chúng tôi đầu tư vào Việt Nam thì chúng tôi rất quan tâm tới những cái ngành chủ đạo của Việt Nam. Và đặc biệt là cái ngành cá tra, thì trong vài năm nay thì cái ngành xuất khẩu cá tra phát triển rất là mạnh mẽ. Ví dụ từ năm 2004 đến giờ là 59% một năm. Vâng, và thưa anh Ngọc Minh, tôi còn nhớ là chúng tôi đã từng làm với Hùng Vương về xuất khẩu. Thì hồi đó Hùng Vương là xuất khẩu tôm, cua, mực, nhưng ít nói đến con cá tra. Vậy câu chuyện con cá tra bắt đầu nổi lên từ năm nào? Câu chuyện con cá tra bắt đầu nổi lên từ năm 2003, khi mà Mỹ là coi như vậy là có cái mức thuế mà đánh vào con cá tra Việt Nam. Thì lúc đó là coi như vậy là cái ngành thủy sản, mà đặc biệt là cái ngành cá của Việt Nam cũng đang đứng trước một cái khó khăn. Nhưng mà cũng là một cái cơ hội để chúng ta mở rộng ra thêm được cái thị trường. Từ đó là coi như các nước mà tiếp cận mà nhanh nhất cái cá tra chúng ta là coi như thị trường châu Âu. Thì họ tiếp nhận cái sản phẩm chúng ta, họ thấy là cái chất lượng con cá của chúng ta vừa ngon vừa rẻ. Cái giá thành con cá chúng ta rẻ là do cái môi trường nuôi trồng của coi như chúng ta nó có cái thuận lợi so với những cái nước mà tôi nói là ngay cả cái dòng sông Mekong thì nó bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Nhưng mà chúng ta là cái hạ nguồn. Và sau sông Tiền, sông Hậu là cái bờ biển. Thì cái môi trường về vấn đề mà có nhà nuôi trồng nó cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho cái việc mà cái đầu tư và phát triển. Cái thứ hai là vấn đề thời tiết. Cái nhiệt độ mà coi như vậy là để mà phát triển của con cá này trong nuôi trồng từ 24 cho tới 36 độ C. Thì cái thời tiết ở phía Nam thì luôn luôn lúc nào nó cũng nằm cái biên độ này. Vâng. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là ngoài cái con cá tra ra thì ngành thủy sản Việt Nam còn có niềm tự hào con gì nữa? Tôi cho rằng cái tự hào nhất của cái ngành thủy sản Việt Nam là cái con cá tra. Chưa có một cái ngành nào đưa đến cái kim ngạch xuất khẩu gần 1 tỷ rưỡi đô la cho một năm mà chỉ sử dụng cái diện tích chỉ có 6.000 hecta một nước. Anh có ví con cá tra Việt Nam giống như con cá hồi của thế giới, tạo ra một nguồn doanh thu lớn như vậy. Thế nhưng anh có, thưa anh Minh, anh có nghĩ là anh đầu tư vào ngành thủy sản Việt Nam chỉ vì con cá tra hay là vì lý do nào khác? Nói chung không phải chỉ ngành thủy sản, mà bất cứ một cái ngành nào mà chúng tôi đầu tư thì còn rất nhiều tiêu chí khác mà chúng tôi xem vào. Ngành cá tra là ngành phát triển rất là mạnh, đúng như vậy, nhưng mà khi mà đi xem cụ thể vào từng công ty thì chúng tôi còn phải đánh giá về quản trị của công ty, người đứng đầu công ty là ai, họ quản lý công ty như thế nào,
tôi cũng xem về cái vấn đề là cái khâu chủ động đầu vào cũng như đầu ra của công ty đấy để xem cái lợi nhuận nó có được ổn định hay không. Quay trở lại với câu chuyện về con cá tra, anh thấy là kinh doanh cá tra ở Việt Nam hiện nay, một là kinh doanh chuyên sâu vào một lĩnh vực, tôi chế biến cá tra, tôi chuyên môn chế biến, hay là tôi là người xuất khẩu cá tra, tôi chuyên môn xuất khẩu. Thứ hai là mô hình một cái quy trình khép kín, tức là tự tôi làm ra con giống, tự tôi làm ra thức ăn, tự tôi nuôi và tự tôi chế biến và tự tôi xuất khẩu. Hiện nay về vấn đề mà coi như vậy là cái sản phẩm chúng ta tiêu thụ, thì cái người mua, người ta phải biết cái sản phẩm này nó được nuôi trồng như thế nào và cái chế biến ra sao. Thì cái mô hình khép kín là nó sẽ đạt được những cái yêu cầu về vấn đề mặt chất lượng. Mà gần đây, tôi nói cái từ gần đây là coi như cả thế giới họ rất là quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vâng. Nhất là những sản phẩm có nguồn gốc về nuôi. Vâng. Tuy nhiên là con heo, con gà, con bò, thậm chí là con cá. Vâng. Đồng thời á, là nhà chế biến cũng chủ động cho cái việc mà coi như vậy là cái thị trường. Tức là khi nào cần thì coi như vậy là anh có được cái sản phẩm của anh nuôi. Như vậy mà là anh đã chọn cái mô hình. Mô hình thứ hai là cái mô hình khép kín. Thì cái khép kín ở đây á, là chúng ta quản lý được và chúng ta đưa ra cái thông điệp cho cái người tiêu thụ. Con cá của chúng ta là coi như từ cái khâu nuôi cho đến bàn ăn. Hiện nay trên thị trường ở Việt Nam thì có cả trăm doanh nghiệp xuất khẩu cá. Thì theo anh thì Hồng Vương có những cái lợi thế cạnh tranh nào khác so với các công ty khác? Theo tôi biết là các công ty khác cũng có nuôi trồng, cũng xuất khẩu cá. Cho đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định chúng tôi có khác biệt tất cả các đơn vị cùng ngành trong cái vấn đề mà coi như vậy là chế biến xuất khẩu con cá tra. Ở đây cái khác biệt ở đây của Hùng Dương là cái gì? Là cái vấn đề chúng tôi đã có một cái đầu tư, mà đầu tư từ 5 năm về trước. Trên cái cơ sở quản lý về vấn đề nuôi trồng thì chúng tôi coi như vậy là đi đến vấn đề coi như quản lý cái thức ăn. Đồng thời là coi như là từng bước khép kín cho cái vấn đề chế biến và kho lạnh. Thì hiện nay là có thể nói là chúng tôi đã chủ động được hết các khâu, từ cái khâu mà coi như vậy là cái nuôi. Thì cái hiện nay chúng tôi coi như vậy là cái diện tích mà nuôi trồng là trên 200 hectare. Về vấn đề mà cái chế biến thức ăn thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái vị trí và cái thương hiệu cho cái việc mà coi như vậy là cái tiêu thụ sản phẩm. Các anh có thể là đi hết cái đồng bằng sông Cửu Long và đi hỏi các người về vấn đề nuôi cá. Thì cái sản phẩm của công ty Thức Ăn Việt Thắng rồi Hùng Vương Tây Nam hiện nay là cái sản phẩm hàng đầu trong cái vấn đề tiêu thụ. Chúng tôi đưa